Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim-airdrop nhận được 10.000 đồng token Wormhole. Một số thông tin về đồng token này, số token phát hành là 10 tỷ nhé. Đã có 250 tài khoản order, đã phát sinh 752 lượt giao dịch. Đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim-airdrop.net, link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước một, các bạn sẽ chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy connect nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chút lên nét vào bạn nhé. Đã thêm được chỉ tất cả nơi vào ví cho mình. Ký hiệu WOL dài. Số tập phòng 18. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm token. Sau khi đã thêm một điểm đợi, để chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim-airdrop.net. Truy cập vào bước 2, cái link rút gọn đây để nhận token nhé. Rồi, đây có cái lô ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối. Các bạn nhấp vào đây nhé. Dù có nào đó, ví ga là 0.0005920LB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý nha. Rồi, các bạn có điều kiện thì các bạn có thể bỏ ra min thấp nhất là 0.01BLB mua các đồng token này để hold chức kỹ lâu dài nha. Sẽ có ý nghĩa là tài khoản. Rồi, các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim-airdrop.net nha, để cập nhật những dự án miễn phí phần tiền token mới nhất trên nền mạng Balance Smart Chain. Nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 10.000 token Wormhole. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.